Chương 1603. Lúc này tôi lập tức quan sát xung quanh phòng riêng, xem vị trí của Lý Đại Khánh có thích hợp để bắn lén không. Mặc dù tôi có lòng cứu hắn, nhưng nếu hắn vẫn hồ đồ như vậy thì chỉ có một con đường chết. Vị trí của Lý Đại Khánh vừa vặn ở ngay cửa phòng riêng. Mặc dù lúc này hắn ngồi trên ghế, nhưng trong tay vẫn cầm kíp nổ. Tôi không chắc chắn lúc đạn bắn vào đầu thì người đó có chết trong nháy mắt hay không, cho nên tôi vẫn lo lắng sau khi trúng đạn, hắn sẽ có một vài phản xạ. Có thể những phản xạ này sẽ làm kích hoạt ngòi nổ. Cho nên nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy để tự hắn có thể bỏ xuống là an toàn nhất. Vì vậy tôi tiếp tục kiên nhẫn nói với Lý Đại Khánh: tình huống của anh bây giờ, nếu như có xử án cũng vẫn sẽ được cho phép chữa trị bên ngoài, cho nên chỉ cần anh thả con tin ra thì mọi thứ vẫn chưa muộn. Lúc này Lý Đại Khánh dường như hơi bị tôi thuyết phục, nhưng trên tay hắn vẫn siết thật chặt kíp nổ. Tôi thấy vậy thì định dò xét Lý Đại Khánh: anh đưa vật trong tay cho tôi, sau đó giơ cao hai tay lên đi ra ngoài. Chúng tôi đều có thể làm chứng cho anh là anh tự nguyện ra đầu thú. Thật ư? Các người đều nguyện ý giúp tôi làm chứng? Lý Đại Khánh nói nửa tin nửa ngờ. Dĩ nhiên. Nào, đưa kíp nổ cho tôi. Tôi vừa nói vừa đưa tay ra, muốn nhận lấy vật trong tay Lý Đại Khánh. Tôi có thể nhận ra lúc đó Lý Đại Khánh đã chuẩn bị giao kíp nổ cho tôi. Nhưng không biết vì sao, đột nhiên tôi chợt thấy một tia đỏ lóe lên trong mắt hắn. Tay hắn đã đưa ra lại đột nhiên rụt về. Tôi giật mình nói: Lý Đại Khánh, đây là cơ hội cuối cùng của anh đấy. Không biết vì lý do gì, Lý Đại Khánh chợt trở nên kích động. Trong miệng hắn lẩm bẩm: tôi muốn các người chết. Tôi muốn tất cả các người phải chết theo tôi. Tôi thấy tình huống không ổn, lập tức lao lên cướp kíp nổ trên tay hắn. Nhưng không ngờ cái người đã bệnh đến thời kỳ cuối mà sức lực vẫn lớn thế. Tôi không thể giành được kíp nổ từ tay hắn. Tay hắn giống như kìm sắt, nắm chặt kíp nổ. Tôi cố hết sức cũng không thể tách ra được. Tôi bất lực, hét to với những người bên cạnh: tất cả mọi người mau đi ra ngoài, nhanh lên! Bọn họ nghe tôi hét vậy thì tất cả đều lập tức hoảng hốt chạy ra ngoài. Trong nháy mắt, trừ chú Lê ra thì tất cả mọi người đều chạy hết. Chú Lê vẫn luôn trốn trong đám con tin, lúc này lo lắng nói với Lý Đại Khánh: cậu mau dừng tay lại, như vậy có thể gặp mặt cha mẹ và con trai cậu một lúc. Nhưng không biết vì sao, một Lý Đại Khánh trước đó còn có thể nghe mọi người thuyết phục, mà vào lúc này lại như nổi điên, cứ khăng khăng muốn kích nổ pháo kép ở trên người. Tôi biết rằng tôi không thể giữ hắn nữa, vì vậy quyết tâm muốn chặt tay phải của hắn. Không ngờ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tôi lại cảm thấy một trận gió lớn lướt qua tóc tôi, bay vụt qua. Ngay sau đó, một vệt máu nóng văng lên mặt tôi. Tay Lý Đại Khánh vừa rồi còn siết chặt, nháy mắt đã buông lỏng. Tôi nhân cơ hội đó chộp lấy kíp nổ. Sau đó mấy cảnh sát tràn vào, kiểm tra chất nổ trên người Lý Đại Khánh. Tôi nhìn cái vật nhỏ bé liên quan đến sinh tử trong tay mình, thở phào nhẹ nhõm. Tôi giao nó cho một cảnh sát và nói: đây là kíp nổ trên người anh ta, cẩn thận một chút. Lúc này Đinh Nhất mặt mày u ám đi vào trong. Thì ra vừa nãy anh ta nhìn thấy tôi cướp kíp nổ với Lý Đại Khánh thì lập tức muốn vào hỗ trợ. Nhưng cảnh sát bên cạnh anh ta cứ nhất quyết không đồng ý cho anh ta vào. Thấy vậy tôi liền cười và nói với anh ta: cảnh sát người ta làm vậy là đúng rồi. Anh nói xem, cái phòng riêng này rộng có thế này, tôi với Lý Đại Khánh vật lộn thôi cũng đã đủ rồi. Nếu như có thêm anh, chỉ sợ tay súng bắn tỉa kia không cầm chắc là có thể một nhát hạ gục hắn ta đâu. Lúc này hai cảnh sát đang chuẩn bị tháo chất nổ trên người Lý Đại Khánh xuống. Để an toàn cho quần chúng nhân dân chúng tôi, cảnh sát lập tức đưa chúng tôi rút khỏi hiện trường. Vì dẫu sao trong tòa nhà này cũng vẫn còn có đám cháy chưa được dập tắt. Nhưng ngay khi tôi vừa đi qua thi thể Lý Đại Khánh, trí nhớ trong tàn hồn của hắn tràn vào trong đầu tôi. Tôi nhất thời đứng ngẩn người tại chỗ, giật mình nhìn về phía những cảnh sát đang tháo chất nổ ra. Chú Lê thấy tôi đột nhiên dừng lại thì nghi hoặc hỏi tôi: sao thế? Nhưng lúc này tôi không trả lời chú ấy mà tóm lấy người cảnh sát bên cạnh hỏi:
trước đó đã nổ mấy lần? Người cảnh sát bị tôi hỏi bất ngờ thì hơi bối rối. Anh ta suy nghĩ một chút rồi nói, 4 lần, tổng cộng đã xảy ra 4 lần nổ. Tôi nghe xong mà lòng nặng nề. Đã 4 lần nổ thì chứng minh còn một quả bom không nổ đúng giờ. Bởi trong tàn hồn của Lý Đại Khánh, tôi thấy rõ ràng hắn cài 5 quả bom hẹn giờ trong tòa cao ốc này, còn trên người hắn thì cột 1 quả. Còn một quả bom nữa. Tôi lớn tiếng nói với người cảnh sát vừa bị tôi kéo lại. Tất cả mọi người ở đó đều bị tôi làm cho hoảng sợ. Chú Lê nghe vậy liền vội vàng hỏi tôi, quả bom kia ở đâu? Tôi dùng hết sức để cảm nhận trí nhớ trong tàn hồn của Lý Đại Khánh, thấy quả bom cuối cùng không nổ, được cài ở nơi có nhiều trẻ em chơi đùa. Nhưng tôi không biết chỗ này, nên không thể nói ngay được là ở tầng bao nhiêu. Thấy tôi hơi do dự, chú Lê vội vàng nói với người phụ trách hiện trường, mau lên, tìm một nhân viên thông thuộc nơi này tới đây, mau lên. Lúc này cảnh sát hỏi tôi đầy nghi ngờ, làm sao anh biết là còn một quả bom không nổ? Tôi trả lời qua loa cho lấy lệ, là Lý Đại Khánh tự mình nói ra trước khi chết. Trước đó tôi đã cùng Lý Đại Khánh cướp kiếp nổ trong tay hắn, còn những người ở đây đều vội vàng chạy thoát thân. Dĩ nhiên là không chú ý hắn đã nói gì với tôi, nên bây giờ cũng chỉ có thể tin tưởng lời tôi nói. Thời gian cấp bách, người phụ trách hiện trường gọi giám đốc trung tâm thương mại đến. Ông ta nghe tôi miêu tả vị trí của trái bom thứ 5 thì cảm thấy rất giống khu vui chơi thiếu nhi ở tầng 2. Vì vậy, nhân viên cứu hỏa lập tức đi tìm kiếm trước. Vốn dĩ tôi và mọi người nên đi theo nhân viên cứu hỏa xuống dưới, nhưng tôi lo lắng họ không thể tìm được vật kia một cách nhanh chóng. Trong trí nhớ của Lý Đại Khánh, lẽ ra quả bom đó đã phải nổ rồi. Nếu bây giờ nó chưa nổ, thì chắc chắn là chỗ nào đó có vấn đề. Chắc chắn nó đã biến từ quả bom nổ theo giờ thành quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Như vậy, nhân viên cứu hỏa đi trước dò tìm thực sự quá nguy hiểm. Tôi nghĩ một lúc, thấy vẫn nên qua giúp họ một chút. Nếu để muộn 1 phút thì càng thêm phần nguy hiểm. Vì vậy, tôi quay đầu nói với Đinh Nhất, anh với chú Lê xuống trước, tôi giúp bọn họ tìm thử. Đinh Nhất nghe tôi nói vậy thì mặt sầm xuống, bảo, việc này liên quan gì tới cậu? Vật kia lúc nào cũng có thể nổ, bây giờ cậu hãy đi xuống cùng với tôi. Chương 1604. Đó là lần đầu tiên tôi thấy Đinh Nhất đề nghị tôi một cách kiên quyết như vậy. Tôi bèn cười nói với anh ta, tôi cũng không sợ chết thì anh sợ cái gì? Nghe tôi đi, một lúc nữa tôi sẽ xuống hội họp lại với 2 người. Chỉ tiếc Đinh Nhất không phải loại người tôi chỉ tùy tiện khuyên là đi xuống. Anh ta thấy thái độ của tôi đã quyết như vậy, thì nói thế nào cũng muốn đi cùng tôi. Tôi biết thêm một người là thêm phần nguy hiểm. Mình tôi nguy hiểm cũng thôi, sao có thể kéo anh ta theo được? Nghĩ vậy nên tôi nói với anh ta, cũng được, chúng ta đưa chú Lê xuống trước, sau đó cùng nhau đi. Quan hệ giữa tôi và Đinh Nhất là loại có thể giao lưng cho người còn lại bất cứ lúc nào, cho nên anh ta ắt hẳn không ngờ tới tôi sẽ lừa anh ta vào lúc này. Ngay lúc chúng tôi xuống cầu thang, tôi thừa dịp anh ta chưa chuẩn bị, lập tức chui vào tầng 2 còn đang bốc khói. Thật ra trước giờ tôi vẫn luôn thích xen vào chuyện của người khác. Chỉ bởi vì nhát gan nên những chuyện giống như thế này, bình thường tôi sẽ không chủ động xen vào. Nhưng bây giờ, trong lòng tôi có thêm một thứ suy nghĩ bất chính không nói rõ được. Cảm thấy cái mạng mình Diêm Vương chắc cũng không dám tùy tiện thu nhận. Tôi vào tầng 2 một lúc, thì thấy phía trước có mấy nhân viên cứu hỏa đang lục soát khắp nơi. Bọn họ vô cùng giật mình khi nhìn thấy tôi. Họ lập tức cử người đưa tôi đến nơi an toàn. Nhưng tôi xua tay chặn họ lại và nói, đừng nói nhảm nữa, mau tìm một mảnh bìa cứng cao hơn 1 thước, hình dạng là một con heo màu hồng mập mạp, quả bom có thể ở phía sau tấm bìa đó. Những người này biết, tôi chính là người nói cho họ biết tầng 2 có bom, cho nên dù hơi nghi ngờ lời tôi nói, họ vẫn tạm thời tin tưởng. Nhưng tiểu đội trưởng của họ vẫn kiên quyết muốn đưa tôi xuống trước rồi nói sau. Tôi nghe vậy, giận dữ nói, không có tôi, các anh không thể tìm được quả bom kia. Bây giờ thời gian không còn nhiều, vật kia có thể nổ bất cứ lúc nào. Mọi người đều do cha mẹ sinh ra, nuôi lớn, không có mạng của ai là quan trọng hơn ai cả.
mấy nhân viên cứu hỏa bị lời tôi nói làm cho kinh hãi, cũng không cố chấp nữa, vội vàng tìm con heo mập màu hồng kia. Lúc này điện thoại di động của tôi vang lên, không cần nhìn cũng biết là Đinh Nhất gọi tới. Lúc này tôi không quan tâm nhiều như vậy, cứ để mặc điện thoại reo liên tục. Ánh mắt tôi vẫn không ngừng tìm kiếm trong đám khói mù, cho đến khi con heo mập màu hồng xuất hiện trong tầm mắt. Ở phía đó! Tôi hơi kích động la to lên. Mấy nhân viên chữa cháy nhìn về hướng tay tôi chỉ, lúc này lại nghe thấy một người cứu hỏa trẻ tuổi nói: Mẹ kiếp, thì ra là con Peggy. Bọn họ đi qua xem, đúng là phía sau con lợn mập có một cái bọc đen khả nghi. Bọn họ lập tức gọi nhân viên gỡ bom mìn đi lên. Xem ra chuyện còn lại có thể giao cho nhân viên chuyên nghiệp, còn chúng tôi có thể rút lui toàn bộ. Nhưng không ngờ, vào lúc này, trong lòng tôi đột nhiên có cảm giác hoảng hốt, một dự cảm xấu từ trong lòng nảy sinh. Tôi biết đã không còn thời gian chờ nhân viên tháo gỡ bom mìn đến nữa, vì vậy lập tức kéo mấy nhân viên cứu hỏa chạy vào trong lối thoát hiểm. Sau khi mấy người chúng tôi vừa chạy vào lối thoát hiểm, thì sau lưng vang lên một tiếng nổ lớn. Sau đó truyền đến một luồng sóng nhiệt, đẩy mấy người chúng tôi xuống dưới lầu. Trong nháy mắt, toàn bộ tầng 2 bùng lên một ngọn lửa hừng hực. Thật may chúng tôi chạy nhanh cho nên chỉ bị thương nhẹ. Nếu không, với sức nổ như vừa rồi, chúng tôi lại đứng gần nó như vậy. Nói thật, mấy người lính cứu hỏa nhất định sẽ thành liệt sĩ. Mấy người họ ngồi trên đất sửng sốt một lúc mới hoàn hồn. Tôi nhìn khuôn mặt bọn họ, ai cũng còn rất trẻ. Biết là trong lòng họ lúc này đều sợ hãi. Bọn họ cũng là người, cũng đều còn trẻ. Nếu không sợ thì là giả. Trong lòng họ rõ ràng sợ chết. Biết rõ ở đây có rất nhiều nguy hiểm, nhưng họ vẫn lựa chọn nghề nghiệp này. Thật ra, trong lòng tôi vẫn luôn cho rằng những người làm nghề cứu hỏa là nghề đáng được mọi người tôn trọng. Bởi nghề này không có bất kỳ công danh lợi lộc gì, chỉ đơn thuần là cứu người trong lúc nước sôi lửa bỏng. Khi mấy người chúng tôi nguyên vẹn đi ra khỏi tòa cao ốc, những nhân viên cứu hộ bên dưới thấy vậy đều nhảy cẫng lên hoan hô. Bởi bọn họ cho rằng toán lính cứu hỏa đi tìm kiếm nhất định sẽ bị thương nặng bởi vụ nổ, cho nên đang gấp gáp muốn đi vào dập lửa cứu người. Khi chúng tôi an toàn đi ra, đầu tiên mọi người đều hơi sửng sốt, sau đó mới vang lên tiếng vỗ tay hoan hô. Nhưng sau đó tôi lại thấy khuôn mặt xanh mét của Đinh Nhất. Tôi biết mình đối lý vì vừa rồi lừa anh ta. Vì vậy lập tức trưng ra khuôn mặt vui vẻ đi tới chỗ anh ta. Kết quả là vừa đi tới gần đã bị anh ta đánh cho một đấm rất mạnh. Tôi biết lần này anh ta giận thật rồi, vì vậy chùi khóe miệng bị đánh chảy máu và nói: Vừa rồi tôi bị hất bay đi cũng không đau bằng một đấm này của anh. Đinh Nhất nghe tôi nói vậy cũng chỉ đành đè nén tức giận trong lòng, kéo tôi đi tới xe cứu thương bên cạnh để cho bác sĩ kiểm tra cho tôi xem có nơi nào bị thương không. Tôi thật may mắn, trừ lòng bàn tay có vết chảy ra, những chỗ khác đều không bị thương. Nhưng một người lính cứu hỏa đi ra cùng tôi không may mắn được như tôi. Anh ta bị ngã xuống cầu thang là một cánh tay bị gãy. Dù vậy, anh ta nghiễm nhiên cũng cảm thấy đã quá may mắn rồi. Phần còn lại là nhiệm vụ của những người lính cứu hỏa. Còn về việc sự kiện lần này chết bao nhiêu người, còn phải chờ phía bệnh viện thống kê. Bởi vì tôi chỉ bị trầy chút da, đúng là không đau bằng một đấm của Đinh Nhất. Cho nên tôi chỉ cần băng bó đơn giản vết thương rồi chúng tôi tự lái xe về nhà. Lúc về, Đinh Nhất luôn trưng ra khuôn mặt u ám. Dù tôi có chọc cười thế nào, anh ta cũng không nói một lời. Rõ ràng là chưa hết tức giận đâu. Sau đó tôi nghe chú Lê kể, lúc bọn họ xuống đến dưới tòa nhà thì phát hiện không thấy tôi đâu. Đinh Nhất vội vã muốn quay lại tìm tôi, nhưng bị nhân viên vòng ngoài cản lại, sống chết không cho anh ta vào. Lúc ấy Đinh Nhất rất nóng ruột, nếu không phải chú Lê ngăn anh ta lại thì chắc đã ra tay đánh người rồi. Nhưng đúng lúc đó thì vụ nổ xảy ra, tất cả mọi người trong nháy mắt đều đần ra. Nhưng khi ấy chú Lê đã thề chắc chắn khẳng định tôi không sao, bởi vì chú ấy đã tính cho tôi sẽ không chết trong lửa. Tôi nghe chú ấy nói vậy thì tò mò hỏi:
vậy cháu sẽ chết bởi cái gì? Không phải là chết trong nước chứ? Ai ngờ chú Lê Trưng khuôn mặt đầy khinh bỉ, nói: Thiên cơ bất khả lộ, thiên cơ bất khả lộ. Qua chuyện này tôi biết một đạo lý, đừng thấy Đinh Nhất lúc thường không tức giận, nhưng khi tức giận thật sự thì không qua mấy ngày là còn chưa hết giận được. Điều này làm tôi phải nhớ lâu, sau này không dám tùy tiện lừa anh ta nữa. Chương 1605. May mắn là dù vụ án nổ bom này gây ảnh hưởng rất lớn, nhưng lại không có người chết. Đây cũng là may mắn trong bất hạnh. Về phần những người bị thương trong vụ việc lần này, ai cũng đều bị kinh sợ nhưng không nguy hiểm. Sau đó nghe Bạch Kiện nói lại, những quả bom tự chế này đều do Lý Đại Khánh chế tạo bằng phân hóa học. Uy lực cũng không lớn như trong tưởng tượng. Hơn nữa, những điểm nổ trong trung tâm thương mại lại gần lúc các cửa hàng đang hết giờ làm, cho nên mới không làm nhiều nhân viên thương vong. Ngược lại, Bạch Kiện bị cấp trên phê bình gay gắt vì sự việc lần này, bởi vì trong cục họ mở một cuộc họp khẩn cấp vào đêm đó, nhưng Bạch Kiện lại đang uống say, không đi được. Còn điện thoại của Viên Mục Dã thì không sao liên lạc được. Từ đó về sau, Bạch Kiện quyết định kiêng rượu với Tiểu Viên. Nhưng sao tôi cứ cảm thấy không đáng tin nhỉ? Vì chuyện này mà chú Lê bị kinh sợ. Dù sao chú cũng đã lớn tuổi rồi, cho dù chú ấy đã từng chứng kiến những sóng gió lớn hơn nữa, thì cũng không chịu nổi nỗi sợ như vậy. Vì vậy, ông già này quyết định đóng cửa, không tiếp khách mấy ngày. Chờ khi chú bình tĩnh lại sau vụ này rồi hãy nói. Nói tới Lý Đại Khánh, đúng là thật sự không nhìn ra. Chính hắn không muốn sống thì thôi, vì sao lại muốn kéo người khác chết cùng mình? Có thể loại người như vậy là kẻ hèn nhát, bất lực cả đời, cảm thấy mình chết là mọi thứ đều kết thúc, nên phải gây ra một chút chú ý, để cảm thấy sống không uổng phí một lần. Hắn chết không có gì đáng tiếc, nhưng có một điều tôi không hiểu nổi, đó là khi chuyện xảy ra, rõ ràng tôi đã khuyên được hắn dừng tay. Nhưng đến cuối cùng, sao đột nhiên hắn lại thay đổi? Còn tia sáng đỏ trong mắt Lý Đại Khánh lúc đó cũng rất khả nghi. Bây giờ nghĩ lại, trong các con tin lúc đó, ngoại trừ một chị lớn tuổi nói vài lời ra thì không ai nói gì. Vì vậy, không có khả năng ai đó sẽ chọc tức hắn. Nhưng nếu không phải bị ai đó kích thích, vậy vì sao hắn lại trở mặt? Sau đó, tôi đã nói với chú Lê về những suy nghĩ này. Chú ấy cũng cảm thấy những phản ứng sau cùng của Lý Đại Khánh hơi khác thường. Nhưng cụ thể vì sao thì chú ấy không nhìn ra được. Hơn nữa, tôi cũng không phát hiện ra chỗ nào bất thường trong tàn hồn của Lý Đại Khánh. Sở dĩ hắn làm vậy hoàn toàn là suy nghĩ của chính hắn, không phải bị ai mê hoặc mà làm vậy. Những ngày kế tiếp lại trở về cuộc sống bình thường. Mấy ngày chú Lê đóng cửa không tiếp khách lại làm ăn tốt hơn hẳn. Mấy khách hàng lớn đều tìm tới cửa. Nhưng chú Lê người ta vẫn chưa lấy lại tinh thần sau vụ nổ, cho nên đẩy tất cả đến năm sau. Nhưng có một vụ án chú Lê nói là chú ấy đã nhận lời trước đó. Hơn nữa đối phương còn thúc giục rất gấp, cho nên bất kể thế nào cũng phải nhận lời trước rồi nói sau. Vốn chú Lê cân nhắc đến chuyện ba chúng tôi đều là người chưa kết hôn, cho nên không định để chúng tôi đi theo. Nhưng bây giờ chú ấy không khỏe, không thể một mình xử lý chuyện này, cho nên chỉ có thể để tôi và Đinh Nhất thay mặt đi xem thử tình hình trước. Tôi rất tò mò, vụ án gì mà ba chúng tôi không thích hợp đi chứ? Hơn nữa không phải chú Lê cũng là một lão già ế ư? Nhưng sau khi chú Lê kể cho tôi về vụ đó, tôi thực sự hơi muốn rút lui. Vụ án này do một vị khách cũ giới thiệu cho chú Lê, nói là cô con gái nhỏ của bạn ông ấy gặp chuyện khó giải quyết. Bởi vì cha mẹ người trong cuộc này không quen biết với chú Lê, cho nên mới nhờ đến vị khách cũ kia của chú Lê. Bạn của vị khách cũ này họ Lan, lúc còn trẻ tự dựng lên sự nghiệp. Bây giờ tài sản đã lên đến hơn 100 triệu. Mà ông chủ Lan này có 2 người vợ, một hợp pháp, một bất hợp pháp. Cô con gái út xảy ra chuyện chính là con gái của bà hai sinh ra. Cô bé này tên Lan San San, năm nay 15 tuổi, vừa tốt nghiệp cấp 2,
Hai tháng trước, mẹ của Lan San San phát hiện bụng con gái mình hình như hơi to, không giống như mập lên. Mẹ cô bé bèn tra hỏi con gái xem có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng, Lan San San mới chịu nói, có thể mình đã mang thai. Mẹ cô bé lúc đó nghe vậy thì vô cùng khiếp sợ, vì dù sao con gái cũng mới chỉ 15 tuổi. Vì vậy, bà ta lập tức đưa con gái tới bệnh viện. Bà ta biết, ở cái tuổi này, dù thế nào con gái cũng không thể giữ lại đứa bé trong bụng. Vì lo lắng cho tiền đồ của con gái, bà ta phải bỏ đứa bé này. Nhưng nhìn bụng của Lan San San lúc đó, ít nhất chắc cũng phải hơn 5 tháng rồi. Mẹ San San lo, nếu bỏ đứa bé này có thể để lại ảnh hưởng gì đến con gái không? Cuối cùng, bà ta thương lượng với chồng. Ông chủ Lan thì cương quyết muốn bỏ đứa bé. Ông ta nói nếu không được thì kích thích sinh non. Không ngờ, khi họ đưa Lan San San đến bệnh viện làm các kiểm tra xong, bác sĩ nói với họ, sau khi siêu âm kiểm tra biểu hiện, thì trong bụng Lan San San không có bào thai nào cả. Nhưng lúc đó, bác sĩ cũng không giải thích được tại sao bụng Lan San San lại lớn như vậy. Sau đó, ông chủ Lan chỉ còn cách đưa con gái đến bệnh viện lớn có tiếng để xin khám chữa bệnh, hy vọng có thể tìm ra được nguyên nhân căn bệnh lạ của con gái. Nhưng họ đã thăm khám ở rất nhiều bệnh viện mà kết quả đều giống nhau. Không có bác sĩ nào có thể giải thích được về cái bụng của Lan San San. Lúc này, mẹ của Lan San San mới nhớ tới một chuyện, bèn hỏi con gái, tại sao ban đầu chính cô bé cho rằng mình mang thai? Hỏi ra mới biết, đúng là Lan San San đã xảy ra quan hệ với một chàng trai. Hơn nữa, sau đó không lâu, thì cô bé cũng không có kinh nguyệt nữa, rồi bụng càng ngày càng lớn. Đừng nói là cô bé 15 tuổi, ngay cả mẹ cô bé nghe vậy cũng cảm thấy đây chính là triệu chứng mang thai. Hơn nữa, đáng sợ nhất là Lan San San còn có thể cảm nhận được bụng mình có thứ đang động đậy. Nói bên trong không có đứa bé, ngay cả chính cô bé cũng không thể tin nổi. Ông chủ Lan vừa nghe kể con gái mới 15 tuổi đã quan hệ với người khác. Ông ta giận dữ chất vấn con gái xem người kia rốt cuộc là ai. Ông ta nhất quyết muốn tống người kia vào ngục. Nhưng hỏi xong thì phát hiện, ngay cả Lan San San cũng không biết lai lịch của người này. Cô bé nói, người này luôn xuất hiện lúc nửa đêm ở trong phòng mình. Ban đầu chỉ tán gẫu một chút với cô bé. Thời gian dài, Lan San San dần thích chàng trai đẹp trai này, sau đó mới xảy ra quan hệ. Từ sau khi Lan San San phát hiện mình có thể có thai, chàng trai này cũng không xuất hiện nữa. Ông chủ Lan lúc ấy hơi hồ đồ, trong nhà sao có thể có người đàn ông lạ xuất hiện lúc quá nửa đêm, lại còn nói chuyện phiếm với con gái trong phòng mà ông ta hoàn toàn không biết được. Ban đầu, ông ta nghi ngờ có phải là người quen nào đã tới nhà mình làm chuyện sằng bậy không? Nhưng hỏi Lan San San, cô bé nói không phải. Chưa thành niên đã xảy ra quan hệ với người khác, làm cho ông chủ Lan cảm thấy rất mất mặt. Bây giờ thậm chí ngay cả việc đã quan hệ với ai cũng không biết. Chương 1606. Mẹ Lan San San thấy chồng mình vẫn còn vướng mắc việc này thì tức giận nói, người đàn ông đó là ai để nói sau đi. Bây giờ quan trọng nhất là xem bệnh của con gái nên làm thế nào chứ. Nếu không phải là mang thai thì phải nhanh đến bệnh viện khám, nếu không thì nó làm sao đi học được. Ông chủ Lan cũng biết vậy, nhưng bọn họ đã đi hết mấy bệnh viện nổi tiếng cả nước rồi, đều không khám ra đó là bệnh gì. Nếu thật sự không được, bọn họ chỉ còn cách mang con gái ra nước ngoài khám. Ngay lúc vợ chồng họ đang sứt đầu mẻ trán thì một người bạn nhắc nhở ông ta, tình huống của San San có thể không phải bệnh gì cả, mà là gọi về cái gì đó không sạch sẽ thì sao. Theo lời nhắc nhở của người bạn này, ông chủ Lan cảm thấy khả năng này là rất lớn. Vì hệ thống chống trộm trong nhà ông ta cũng rất tốt, nhà trừ hai người họ ra còn có một bà vú, không thể nào có chuyện người lạ tùy tiện vào mà họ không hề hay biết được. Nhưng dẫu sao chuyện này cũng hơi mất mặt,
cho nên ông chủ Lan cũng không có ý định tung hê tìm cao nhân về nhà xem rốt cuộc ai đã thịt con gái mình. Vì vậy, cuối cùng mới nhờ quan hệ mà tìm đến chú Lê. Chú Lê bị kinh sợ sau vụ nổ ở cao ốc nên muốn nghỉ ngơi vài ngày. Điều này làm ông chủ Lan lo lắng vì bụng Lan San San đang càng ngày càng lớn. Nghe chú Lê kể lại tình huống cặn kẽ, tôi cảm thấy mình và Đinh Nhất đúng là không thích hợp để đi lắm. Nhưng chú Lê lại nói bọn họ không thể đợi thêm, bất kể thế nào cũng bảo chú phải qua xem thử cái đã. Bất đắc dĩ, chú Lê không thể làm gì khác hơn là nói với họ, sức khỏe mình không tốt nên không đi được, nhưng có thể để học trò lớn của mình tới xem trước. Nếu như học trò lớn không giải quyết được, thì điện thoại liên lạc với chú ấy cũng được. Bên kia không muốn chờ dù chỉ một ngày, nói là thứ trong bụng mấy ngày nay cứ động đậy liên tục, giống như là đang máy thai. Nếu không phải bệnh viện đã siêu âm, ra kết quả trong bụng Lan San San không có em bé, thì bọn họ thật sự không tin con gái mình không mang thai. Sáng hôm sau, tôi và Đinh Nhất làm con tốt thí, nhắm mắt nhắm mũi đi tới nhà ông chủ Lan và bà hai. Bởi vì trước đó đã nói chuyện, cho nên bọn họ có chuẩn bị tâm lý, biết trước là hai thanh niên trẻ sẽ đến. Dẫu sao, chúng tôi cũng dựa vào danh tiếng chú Lê, cho nên nhà họ Lan cũng hơi tin tưởng chúng tôi, tự nhiên cũng không có gì phải e ngại. Không biết vì sao lúc này chỉ có mẹ của Lan San San ở đây. Có thể do thấy con gái mình nhỏ tuổi đã mất zin là chuyện mất mặt, cho nên ông chủ Lan mới mượn cớ tránh ra ngoài. Mặc kệ thế nào, nếu chúng tôi đã tới thì phải xem rốt cuộc trong bụng Lan San San có thứ gì. Lúc đầu vì xấu hổ nên Lan San San luôn ở trên lầu không dám xuống. Tôi hỏi mẹ của cô bé xem tình huống mấy ngày nay của Lan San San thế nào. Trừ bụng lớn hơn thì có chuyện gì thay đổi không? Như là cân nặng tăng lên chẳng hạn. Mẹ của Lan San San lắc đầu. Không, cân nặng của nó vẫn thế, không có thay đổi gì. Cho nên tôi mới tin tưởng chắc chắn San San không phải mang thai. Tôi nghe vậy thì nói với bà ấy. Bà cho Lan San San xuống dưới này đi, chúng tôi phải xem tình huống cụ thể một chút. Nếu đã mời chúng tôi đến, cũng không cần e ngại gì. Nếu không, chúng tôi cũng không biết giúp cô bé thế nào. Mẹ Lan San San gật đầu với chúng tôi, sau đó xoay người nói với bà Vú. Bà lên lầu gọi San San xuống, nói nó không cần phải sợ, không có chuyện gì đâu. Không lâu sau, một cô gái vóc dáng khá nhỏ, rụt rè đi từ trên lầu xuống. Tôi vốn nghĩ Lan San San là một cô gái trưởng thành sớm, nhưng khi thấy mặt, thì nhận ra cô bé chỉ là một đứa trẻ. Sau khi xuống lầu, Lan San San vẫn cúi đầu không nói câu nào. Tôi biết trừ cảm giác mất mặt ra, trong lòng cô bé còn có cảm giác sợ hãi. Vì vậy tôi khẽ nói với cô bé, em đừng sợ, bọn anh tới để giúp em. Lan San San nghe tôi nói, do dự một lúc lâu mới hỏi nhỏ, Em thực sự không mang thai ạ? Tôi gật đầu đáp. Bác sĩ nói em không mang thai thì chắc chắn là không mang thai. Em không cần lo lắng điều này. Còn trong bụng em là thứ gì, anh phải xem mới biết được. Sau đó tôi bảo Lan San San vén áo lên một chút, lộ bụng ra để chúng tôi có thể nhìn thấy được. Lan San San nghe vậy, mặt đỏ như quả táo, không biết làm sao mà nhìn về phía mẹ mình. Mẹ cô bé không có vấn đề gì, bảo con gái vén áo lên. Khi tôi và Đinh Nhất nhìn thấy bụng Lan San San thì trong lòng thầm kinh sợ. Bởi nhìn từ bên ngoài, bụng Lan San San rất giống mang thai. Hơn nữa, làm cho người ta càng sợ hơn là ngay lúc chúng tôi nhìn chăm chú vào cái bụng tròn vo của cô bé thì có một bàn tay nhỏ bé rõ ràng đụng vào bụng cô bé từ bên trong. Mặt Lan San San đầy hoảng sợ, nói "À, động này, nó lại động." Tôi bảo cô bé bỏ áo xuống, sau đó vỗ về cô bé. Không có chuyện gì đâu, không cần sợ hãi, anh có cách làm thứ này biến mất. Nhưng em phải thật phối hợp với bọn anh mới được, em có làm được không? Lan San San không nghĩ ngợi mà gật đầu đáp. Được ạ. Sau đó tôi bảo cô bé cẩn thận miêu tả lại bề ngoài của người thanh niên và hoàn cảnh lúc hắn xuất hiện lần đầu tiên.
Theo lời kể của Lan San San, người thanh niên kia có dáng cao gầy, hơn nữa lại có gương mặt vừa trắng trẻo vừa đẹp trai, đặc biệt giống như những anh chàng trong phim thần tượng Hàn Quốc. Lúc đầu hắn xuất hiện trong phòng ngủ Lan San San là vào một buổi tối. Bên ngoài trời mưa to, hắn nói hắn là Viên Lãng, là bạn của ông chủ Lan. Bởi vì mưa to nên phải ngủ nhờ ở nhà cô bé một đêm. Lan San San ngây thơ, không nghi ngờ lời hắn nói. Dễ dàng tin người con trai xa lạ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Có thể cô gái nhỏ này thấy dáng dấp người kia cũng ưa nhìn. Hơn nữa đây lại là nhà mình, cho nên cô bé cũng không nghĩ nhiều. Đêm hôm đó, bên ngoài mưa rất lớn, lại có sấm chớp. Vốn trong lòng Lan San San rất sợ, nhưng vì có Viên Lãng xuất hiện nên cô bé yên tâm hơn rất nhiều. Tối đó, hai người nói chuyện rất nhiều, từ chuyện những vấn đề thường gặp trong học tập đến âm nhạc mà Lan San San thích. Tóm lại, mọi thứ đều làm Lan San San cảm thấy chàng trai này rất giỏi, làm cô bé có cảm giác rung động, muốn gặp lại. Sáng ngày hôm sau, Lan San San không thấy Viên Lãng, cho nên chính cô bé cũng không rõ tối qua mình đã nằm mơ hay là sự thực. Bởi vì xấu hổ, cho nên sáng hôm đó, Lan San San cũng không hỏi cha mẹ chuyện Viên Lãng. Nhưng con gái mới biết yêu lại cảm thấy khó quên đối với thiếu niên có bề ngoài ưa nhìn này. Cô bé vô cùng hy vọng buổi tối anh ta vẫn có thể xuất hiện trong phòng mình. Chương 1607. Ngay cả Lan San San cũng cảm thấy chuyện này không thể xảy ra. Không ai có thể ngày ngày đều ở nhờ nhà họ được. Nhưng Lan San San không ngờ tối hôm sau Viên Lãng lại xuất hiện trong phòng mình. Bây giờ nhớ lại chuyện khi đó, ngay cả Lan San San cũng cảm thấy không chân thực. Mỗi lần Viên Lãng tới như thể cô bé đang nằm mơ vậy. Mặc dù cũng có lòng nghi ngờ, nhưng cô bé không dám hỏi cha mẹ, bởi vì cô bé sợ nếu hỏi ra Viên Lãng sẽ không xuất hiện nữa. Cho nên cô bé cố ý bỏ qua rất nhiều điểm nghi vấn quanh Viên Lãng. Sau khi nghe Lan San San kể lại, tôi đại khái cũng biết được chuyện gì xảy ra. Chỉ sợ kẻ xuất quỷ nhập thần Viên Lãng kia chưa chắc đã là người sống. Mà Lan San San thì quá nhỏ, lại bị tên trai trẻ ưa nhìn này mê hoặc. Cho nên dĩ nhiên đến giờ vẫn không nghi ngờ thân phận của hắn. Nhưng trong bụng cô gái nhỏ này rốt cuộc là thứ gì? Tới giờ tôi cũng chưa từng nghe chuyện hồn ma có thể làm người sống có thai. Cho nên đoán rằng trong bụng cô bé không phải thứ tốt đẹp gì. Sau đó tôi bảo Lan San San và mẹ cô bé nhớ kỹ lại xem lúc Viên Lãng xuất hiện, trong nhà có xảy ra chuyện gì đặc biệt không? Nhưng do chuyện đã xảy ra mấy tháng trước, cho nên nhất thời họ không nhớ ra được gì. Về phần Viên Lãng, Lan San San cũng không biết nhiều. Ban đầu cô bé cho rằng Viên Lãng là bạn của cha, cho nên không hỏi nhiều chuyện của hắn. Trừ việc biết hắn tên Viên Lãng, thì chỉ biết năm nay hắn 22 tuổi. May mà do Lan San San mê cậu chàng này quá mức, nên thời gian hắn không xuất hiện, Lan San San đã vẽ hắn rất nhiều. Thật không ngờ cô nhóc 15 tuổi này vẽ giỏi như vậy. Từ những bức tranh của Lan San San, có thể thấy dáng dấp Viên Lãng rất ưa nhìn, khó trách mê hoặc được cô bé như vậy. Nhưng nếu hắn không phải là người, thì cho dù ưa nhìn đi nữa cũng vô dụng. Trên đường về, tôi suy nghĩ nhiều về những thông tin chúng tôi có được về Viên Lãng. Trừ tên tuổi hắn ra, cũng chỉ có mấy bức tranh này. Nếu người này đúng là một âm hồn, như vậy hắn tuyệt đối không vô duyên vô cớ dây dưa với Lan San San. Trong đó chắc hẳn có chuyện gì mà tôi không biết. Nhưng nếu hắn là yêu ma quỷ quái, thì chuyện thật sự càng khó giải quyết. Về đến nhà, tôi lập tức kể lại cặn kẽ chuyện của Lan San San với chú Lê. Chú ấy nghe xong trầm tư một lúc rồi nói: yêu quái thì khả năng không lớn, chỉ sợ là một oan hồn. Vậy chú nghĩ thứ trong bụng Lan San San là thứ gì? Tôi tò mò hỏi. Chú Lê suy nghĩ một lát và đáp: đó là một thai nhi không có thực, cũng chính là thai ma mà người xưa nói. Thai ma? Vậy có thể sinh ra được không?
tôi khẽ giật mình. Sắc mặt chú Lê u ám, chú nói: Có thể, nhưng đến lúc đó Lan San San cũng không sống được. Tôi không ngờ chuyện này lại nghiêm trọng đến vậy. Nếu quả thực như lời chú Lê nói, nếu thai ma này được đủ tháng là sẽ sinh, nhìn bụng của Lan San San cũng có khi sắp đến ngày sinh rồi. Nếu chúng tôi không nhanh chóng giải quyết vấn đề này, chỉ sợ sẽ không giữ được tính mạng cô bé. Nghĩ vậy, tôi vội hỏi chú Lê: Có cách gì bỏ cái thứ trong bụng Lan San San đi, đồng thời không làm hại đến cô bé không? Sắc mặt chú Lê tỏ ra khó khăn. Việc này đúng là hơi khó thực hiện. Nếu như phát hiện sớm và chưa tới tháng, có lẽ chú còn có thể từ từ nghĩ cách. Nhưng trong bụng của cô bé kia chỉ sợ không thể chờ được lâu nữa. Nếu như dùng thuốc phá thai ma, con bé cũng phải mất nửa cái mạng. Sau này xương cốt, thân thể cô bé không thể nào như người bình thường được. Tôi nghi ngờ hỏi: Thai ma cũng có thể phá ư? Chú Lê khẽ cười, nói: Dĩ nhiên có thể rồi. Có thể mang thai thì đương nhiên có thể phá. Chỉ có điều thuốc phá thai này mạnh hơn nhiều so với thuốc phá thai thông thường. Nếu không sao chú lại nói làm thế Lan San San sẽ mất nửa cái mạng chứ? Tôi bất đắc dĩ nói: Nửa cái mạng cũng còn hơn là không còn mạng. Nhưng cô bé mới là học sinh trung học, sao lại chọc đến tên sắc ma chứ? Chú Lê nghe tôi nói vậy thì cười lắc đầu: Cái tên viên lãng kia chưa chắc đã là sắc ma. Người bình thường sao có thể tùy tiện mang thai ma được? Chắc chắn âm hồn này đã nảy sinh tình cảm thật sự với Lan San San. Chỉ khi cả hai người đôi lứa yêu nhau, giữa người và ma mới có thể có thai. Nếu như một bên có ác ý, thì chỉ sợ không tạo được thai ma đâu. Tôi thấy đúng là dở khóc dở cười. Người với ma khác biệt, cứ coi như đôi lứa yêu nhau thì sao chứ? Cho nên sau khi cô gái sinh ra thai ma thì cũng mất mạng. Như vậy không phải là một nhà đoàn viên sao? Chú Lê thấp giọng nói. Tôi nghe vậy thì không biết nên nói gì. Xem ra giữa các loài bất đồng không nên tùy tiện yêu nhau để tránh hại người hại mình. Nhưng bây giờ vấn đề mấu chốt là Lan San San không hiểu gì cả. Cô bé căn bản không biết viên lãng không phải là người sống, càng không biết mình có thể mất mạng vì mối tình này. Cho nên pháp luật nước ta nghiêm cấm người chưa thành niên xảy ra quan hệ. Chú Lê nghiêm túc nói. Tôi nghe mà lắc đầu. Ôi, đã là lúc nào rồi mà chú còn phổ biến kiến thức pháp luật cho cháu? Chú cứ yên tâm 120% đi. Cháu đi tìm con khỉ cũng không tìm mấy cô nhóc chẳng hiểu sự đời đâu. Theo chú thì Lan San San phải làm sao đây? Đâu thể cứ kệ cô bé sinh cái thai ma kia rồi bị âm hồn đó mang đi được. Lúc này chú Lê cũng thở dài thườn thượt và nói: Dĩ nhiên là không thể, chẳng qua là phải để chú suy nghĩ thật kỹ. Như vậy đi, ngày mai chú và các cháu đến nhà họ Lan. Chú không tin âm hồn này tự chạy đến nhà họ, chắc hẳn nhà họ có món đồ gì để hắn bám vào. Buổi tối chú Lê tự mình gọi điện thoại cho ông chủ Lan, hỏi ông ta có biết người nào tên Viên Lãng, trẻ tuổi, năm nay chỉ khoảng 20 mấy không? Ông chủ Lan nghe xong suy nghĩ thật lâu, nhưng cuối cùng ông ta cũng không nhớ có từng biết người này. Nếu những lời này của ông chủ Lan đều là nói thật, vậy chứng minh âm hồn tên Viên Lãng không có quan hệ gì với nhà họ Lan, nhất định là vào nhà họ thông qua vật gì đó. Sáng hôm sau, chú Lê dẫn theo chúng tôi cùng đến biệt thự nhà họ Lan. Lần này chú Lê đích thân đến, ông chủ Lan cũng không thể không xuất hiện như lần trước. Sau khi vào nhà, chú Lê cẩn thận quan sát cách bố trí trong biệt thự. Sau khi không thấy bất kỳ vấn đề gì mới lấy la bàn ra, đi loanh quanh bốn phía. Cuối cùng, khi chú ấy đi qua món đồ trang trí bằng ngọc thạch, la bàn trong tay đột nhiên chuyển động mạnh. Chương 1608. Sắc mặt chú Lê trở nên nặng nề. Sau đó vội xoay người lại hỏi ông chủ Lan: Sao ông lại có được đồ trang trí bằng ngọc thạch này? Có lâu chưa? Sau khi ông chủ Lan nghe chú Lê hỏi vậy thì buồn bực nhìn đồ trang trí bằng ngọc thạch cao đến nửa người trong phòng khách, hơi nhớ lại rồi nói: Đây là người bạn làm ăn nhường vật yêu thích của mình cho tôi,
đã vào tay tôi từ 8-9 năm rồi, không có vấn đề gì chứ. Chú Lê nghe ông chủ Lan nói, đã có vật này mấy năm, lông mày lập tức nhíu lại. Xem ra chú Lê đã xác định vật trang trí bằng ngọc thạch này có vấn đề. Nếu đúng như ông chủ Lan nói, đã có 8-9 năm rồi, thì thời gian lại không phù hợp. May mà lúc này mẹ Lan San San đột nhiên nói chen vào. Thứ này đúng là đã có mấy năm, nhưng lúc trước vẫn bày ở chỗ người phụ nữ kia, đầu năm nay mới đưa qua đây. Sau này vẻ mặt ông chủ Lan hơi lúng túng. Xem ra người phụ nữ kia trong lời mẹ Lan San San chắc là vợ chính thức của ông chủ Lan. Mặc dù chúng tôi đều biết ông chủ Lan có hai vợ, nhưng biết là một chuyện, nói toạc ra trước mặt lại là chuyện khác. Nếu là như vậy, xem ra món đồ trang trí bằng ngọc thạch xanh biếc tới đây cũng đúng với thời gian Viên Lãng xuất hiện. Lúc này tôi mới cẩn thận quan sát khối ngọc toàn thân xanh biếc kia. Cả khối ngọc điêu khắc thành một ngọn núi nhỏ. Trên núi là rừng thông, chim bay vờn quanh. Một cái cầu nhỏ nối với cái chòi trong núi. Trong chòi có một cô gái thướt tha đang đứng, mặt đầy thẹn thùng nhìn xuống dưới núi. Phải nói tôi cũng không rành về ngọc, nhưng cũng có thể nhìn ra vật này không rẻ. Có câu nói, vàng có giá, ngọc vô giá. Cuộc sống của con người ngày càng cao, ngọc thạch cũng tăng giá lên một bậc. Loại giàu sổi như ông chủ Lan, mua đồ cổ, tranh chữ dễ mắc lừa. Trái lại, cất giữ ngọc thạch càng ổn thỏa hơn. Chú Lê cẩn thận quan sát khối ngọc thạch trang trí rồi lẩm bẩm. Khối ngọc trang trí này tuy là đồ mới, nhưng quý là ở chất liệu ngọc tốt. Người thợ lại điêu khắc giống như thật, đúng là một bảo bối hiếm có. Chắc hẳn lúc đầu ông chủ Lan phải trả một số tiền không nhỏ mới có thể giành được, đúng không? Ông chủ Lan nghe chú Lê khen khối ngọc thạch trang trí này, mặt đầy đắc ý, nói: đúng thế đấy, lúc tôi ở nhà bạn đã nhìn trúng cái núi ngọc này, nhưng quân tử không giành vật yêu thích của người khác. Dù trong lòng có thích thế nào đi nữa cũng không tiện trực tiếp mở miệng. Sau đó, người bạn kia vì không có vốn làm ăn nên đồng ý đem núi ngọc này nhường cho tôi. Tôi cũng biết, nếu không phải ông ta gặp hoàn cảnh khó khăn, nhất định sẽ không bỏ vật yêu thích. Vì vậy, tôi trả số tiền còn cao hơn số tiền ông ấy mua nó về. Hơn nữa, còn cam kết với ông ấy, nếu sau này ông ấy trở lại như xưa, vẫn có thể chuộc lại với giá tiền này. Nghe ông chủ Lan nói vậy, lại nhìn khối ngọc vẫn trong tay ông ta, thì hẳn người bạn kia của ông ta không thể trở lại như xưa. Vì vậy tôi cười nói, xem ra người bạn này của ông cũng không thành công. Ông chủ Lan khẽ thở dài. Đúng vậy, ông ấy cầm tiền muốn đánh một trận cuối cùng, đáng tiếc vẫn thất bại đến tán gia bại sản. Chú Lê vội vàng hỏi, vậy bạn ông sau này thế nào? Ông chủ Lan trầm giọng nói, ông ta và cả nhà tự sát. Tôi nghe vậy thì hỏi ngay, vậy người bạn đó của ông họ gì? Ông chủ Lan không biết vì sao tôi lại hỏi vậy, nhưng vẫn thành thật trả lời, ông ấy họ Chu. Tôi vừa nghe nói ông ta họ Chu, trong lòng hơi thất vọng, nhưng nghĩ lại thấy cũng đúng. Nếu như Viên Lãng và người bạn này có quan hệ gì đó, thì sao ông chủ Lan có thể không biết chứ? Nhưng như vậy thì tất cả các đầu mối đến bạn ông chủ Lan đều bị đứt hết, cũng không có cách nào truy ra được quá khứ của khối ngọc này. Cuối cùng không còn cách nào, chú Lê không thể làm gì khác là quyết định sau khi trời tối sẽ khai đèn làm phép, gọi ra âm hồn trong khối ngọc thạch để hỏi mọi chuyện. Bởi nếu muốn hoàn toàn giải quyết vấn đề thì nhất định phải tìm ra Viên Lãng rồi đưa hắn đi mới được. Nếu không thì hôm nay dù chúng tôi giúp Lan San San phá thai ma trong bụng, nhưng cũng khó đảm bảo sau này Viên Lãng không tiếp tục dây dưa với cô bé. Cho nên chỉ có giải quyết âm hồn này, chuyện này mới có thể giải quyết hoàn toàn được. Vì vậy, tối đó, chú Lê để vợ chồng ông chủ Lan tạm tránh đi, chỉ để Lan San San một mình. Chuyện khai đèn làm phép sau đó đã có chú Lê và Đàm Lỗi lo liệu, còn tôi và Đinh Nhất ở bên cạnh Lan San San. Đến khi âm hồn kia xuất hiện thì bảo vệ cô bé Chu toàn. Sau khi chú Lê tính toán được thời gian,
bèn dán lên núi ngọc có giá trị không rẻ kia một lá bùa vàng. Sau đó đọc thần chú gọi âm hồn Viên Lãng về. Chỉ chốc lát, trong phòng nổi lên một trận gió lạnh, nhiệt độ xung quanh hơi giảm xuống. Lan San San bên cạnh tôi đột nhiên run rẩy cả người giống như đang sợ hãi. Tôi thấy vậy thì nhẹ nhàng xoa dịu cô bé. Không sao đâu, em không cần sợ hãi, có bọn anh đây. Lúc này thấy một người thanh niên keo gầy, ăn mặc giản dị xuất hiện phía sau núi ngọc. Nhìn bề ngoài cậu ta thì đúng là người mà Lan San San đã phác họa trong tranh. Lan San San vừa rồi còn rất sợ hãi, sau khi nhìn thấy hắn thì lập tức đứng lên gọi lớn. Anh Lãng! Tôi thấy vậy lòng thầm nghĩ, thật đúng là một con bé si tình. Âm hồn này đã hại cô bé thành như vậy, thế mà còn nhớ thương anh Lãng cơ đấy. Lúc này Viên Lãng đứng phía sau núi ngọc, thấy chúng tôi đứng cùng Lan San San cũng không quá ngạc nhiên. Ngược lại, mặt hắn đầy thản nhiên, nói: Nếu các người đã tìm được tôi cũng không còn gì để nói nữa. Nhưng tôi không phải cố ý hại San San, tôi cũng không biết con người lại có thể mang thai đứa con của ma quỷ. Chú Lê lắc đầu, nói: Nếu cậu đã biết cậu là ma, còn San San là người, sao lại đụng tới cô bé? Biết rõ chuyện sẽ chẳng có kết quả, làm vậy thì có ý nghĩa gì? Viên Lãng cười khổ sở, nói: Tôi bị kẹt trong vật này thực sự quá cô đơn. Lúc đầu tôi chỉ muốn tìm người nói chuyện với mình. Nhưng sau đó, tôi phát hiện mình dần thích cô gái nhỏ đơn thuần này. Hơn nữa, tôi biết cô ấy cũng thích tôi. Tôi hơi tức giận, bảo: Đó là vì cô bé không biết anh thực sự là thứ gì. Viên Lãng nghe vậy, mặt hơi khựng lại. Xem ra tôi nói trúng nỗi đau trong lòng hắn. Chắc hẳn trong lòng hắn cũng để ý nhất chuyện này. Nhưng lúc này Lan San San đột nhiên khóc và nói với Viên Lãng: Anh Lãng, tại sao anh lại lừa em? Em không quan tâm anh là người hay là ma. Em chỉ muốn vĩnh viễn ở cùng một chỗ với anh thôi. Chương 1609. Tôi thấy con nhóc này đúng là quá u mê không thoát. Vì vậy tôi vẫn lạnh lùng nói với cô bé: Chuyện đó đâu có đơn giản như em nghĩ. Người và ma nếu muốn mãi mãi ở cùng nhau chỉ có thể biến em thành ma. Em đã nghĩ đến chưa? Em thật sự bằng lòng mãi mãi ở bên cậu ta sao? Lan San San vừa định trả lời tôi lại bị chú Lê ngắt ngang: Vấn đề này để sau hãy nói. Nói xong chú ấy quay đầu hỏi Viên Lãng: Ngược lại là cậu, có nhớ mình đã chết thế nào không? Tại sao lại bám vào khối ngọc thạch này? Viên Lãng suy nghĩ một lát, nhưng cuối cùng mặt lại đầy mờ mịt, nói: Tôi không nhớ rõ lắm, tôi chỉ nhớ tên mình là Viên Lãng, năm nay 22 tuổi, từng học tại trường đại học sư phạm của tỉnh. Tôi là con trai độc nhất trong nhà, cha mẹ sống ở quê tại Đông Bắc, cụ thể là ở đâu tôi cũng không nhớ rõ. Tôi nghe cậu ấy kể thì nghi ngờ nhìn về phía chú Lê. Cậu ta như vậy có bình thường không? Chú Lê suy nghĩ một chút rồi đáp: Khó mà nói được, nhưng có một số oan hồn chết đột ngột sẽ quên đi ít chuyện. Sao chú biết cậu ta bị đột tử? Tôi hỏi. Chú Lê liếc tôi và nói: Không đột tử thì sao có thể bám vào núi ngọc này? Chẳng phải đã sớm đi âm ti đầu thai chuyển thế rồi sao? Tôi nghĩ vậy cũng phải, vì thế tôi chỉ về phía Lan San San rồi hỏi cậu ta. Tôi rất tò mò, cậu làm lớn bụng người ta, sau đó sao lại không hiện thân nữa? Viên Lãng nghe tôi hỏi vậy, thì sắc mặt trở nên khó coi. Tôi cũng không biết vì sao lại thành ra như vậy, tôi không hiện thân nữa vì sợ sẽ lại hại đến San San. Tôi lập tức tức giận, nói: Cậu đã hại cô bé rồi, trong bụng cô bé bây giờ là thai ma, chỉ cần đủ tháng, thai ma chào đời là cô bé nhất định phải chết. Nghe tôi nói vậy, mặt Viên Lãng hoảng hốt. Vậy phải làm thế nào? Tôi thật sự không biết chuyện sẽ biến thành như vậy. Các vị có thể cứu được cô ấy không? Tôi van xin các vị. Tôi thấy Viên Lãng đối với Lan San San cũng là chân tình. Chỉ tiếc là người và ma khác biệt, bọn họ nhất định không thể ở chung với nhau. Nghĩ vậy tôi hỏi chú Lê: Trong bụng của con nhóc kia rốt cuộc là thứ gì?
thai ma sinh ra có giống đứa trẻ loài người không? Chú Lê lắc đầu đáp. Lúc trẻ, chú từng nghe sư phụ kể một truyền thuyết về thai ma. Chuyện kể về một người phụ nữ mang thai ma trước thời giải phóng. Người nhà không biết sự thật, cứ tưởng rằng cô ấy mang thai bình thường. Cuối cùng, sau khi thai nhi đủ tháng, người phụ nữ sinh ra một quái vật xấu xí. Người phụ nữ chỉ kịp nhìn đứa trẻ một cái rồi lập tức ra đi. Tiếp đó, trên trời giáng xuống ba tia sét, đánh con quái vật vừa sinh thành tro bụi. Thai ma không phải quỷ, cũng chẳng phải ma, là một loại sinh vật không được tồn tại trong thế gian. Một khi thai ma được sinh ra, người mẹ sinh ra nó chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Mà thai ma được sinh ra cũng sẽ bị sét đánh, hóa thành tro bụi. Tôi nghe vậy thì nhún vai nói. Dù sao cũng là kết tinh của tình yêu mà. Mới vừa sinh ra đã bị sét đánh chết, như vậy có phải hơi quá oan uổng không? Cháu thì biết cái gì. Thai ma sinh ra là chuyện rất bất thường. Nếu không bị sét đánh chết, chỉ sợ sẽ mang đến cho thế gian này tai họa diệt chủng. Chú Lê nói với vẻ không vui. Tôi nghe chú Lê nói nghiêm trọng như vậy, lập tức nói với chú ấy. Vậy hay là chú mau cho cô bé kia uống thuốc phá thai đi. Sau khi nghe tôi nói, mặt chú Lê rất do dự, dường như không muốn cho Lan San San uống thuốc phá thai. Lúc này có người ngoài ở đây, tôi cũng không tiện hỏi nhiều. Sau khi trở về, chú ấy mới nói với tôi, loại thuốc này khá mạnh. Một khi không làm khéo, có thể mất cả mạng Lan San San. Đừng thấy ông chủ Lan bây giờ mọi chuyện đều cung kính với chú. Nếu xảy ra chuyện liên quan đến mạng người, thì chắc chắn ông ta sẽ trở mặt. Tôi thấy những băn khoăn của chú Lê rất đúng. Đó đúng là một vấn đề khó khăn. Dẫu sao, nếu chú Lê không chế ra thuốc phá thai ma, Lan San San xảy ra chuyện cũng có thể không liên quan đến chúng tôi. Nhưng một khi đã chế ra thuốc, Lan San San mà chết, vậy chúng tôi có thể phải gánh chịu trách nhiệm. Nhưng nếu chúng tôi không chế thuốc, Lan San San chắc chắn sẽ phải chết. Trái lại, cố gắng thì có lẽ còn có mấy phần hy vọng. Nghĩ như vậy, tôi lập tức nói với chú Lê. Trước tiên chúng ta nói rõ ràng với họ có được không? Nói rõ cho họ biết lợi hại của chuyện phá thai để cho họ tự mình lựa chọn. Nhưng chú Lê lại lắc đầu, nói. Vô ích thôi, cho dù ở bệnh viện, bệnh nhân đồng ý ký tên giải phẫu, nếu bệnh nhân không thể xuống được khỏi bàn mổ, chẳng phải người nhà vẫn sẽ làm ầm lên sao? Chứ nói gì đến chuyện như của chúng ta, đảm bảo của vợ chồng ông chủ Lan bây giờ căn bản chẳng có chút ý nghĩa nào. Tôi hơi bất lực, nói. Vậy làm sao bây giờ? Nói với ông ta là chúng ta mặc kệ chuyện này à? Chú Lê suy nghĩ một lát rồi bảo tôi. Để chú cân nhắc thêm, xem làm sao mới vừa giữ được cái mạng nhỏ của Lan San San, vừa có thể phá được cái thai. Cháu và Đinh Nhất trước hết cứ nghĩ cách điều tra Viên Lãng, xem thử xem rốt cuộc cậu ta đã xảy ra chuyện gì, tại sao phải bám vào khối ngọc trang trí kia. Điều tra chuyện của Viên Lãng này chắc không phải chuyện khó, dẫu sao bây giờ chúng tôi đã biết tên của cậu ta, biết cậu ta từng học trường nào. Hơn nữa còn có bức tranh của Lan San San. Tôi tin rằng bằng những thứ này tôi có thể tìm được thân phận thật sự của Viên Lãng. Nhưng vấn đề là chúng tôi không phải là cảnh sát, không thể đi đến tỉnh điều tra hồ sơ sinh viên được. Chắc chắn người ta cũng không để chúng tôi điều tra. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi cảm thấy chuyện này phải tìm Triệu Tinh Vũ. Điều tra người mất tích là sở trường của anh ta. Sau đó tôi lập tức gọi điện thoại cho Triệu Tinh Vũ. Sau khi nói rõ tình hình, tôi nói cho anh ta những thông tin cơ bản của Viên Lãng. Mặc dù quả thực cũng không tính là thông tin cơ bản, nhưng có còn hơn không? Triệu Tinh Vũ xem chút thông tin ít đến đáng thương, giọng đầy bất đắc dĩ nói với tôi. Được rồi, tôi giúp cậu điều tra thử. Nếu thực sự cậu ta từng học đại học trong tỉnh, không khó điều tra ra lý lịch sinh viên của cậu ta. Chúng tôi chia nhau ra làm việc. Lúc tôi và Đinh Nhất đang tìm cách để tra ra lai lịch của Viên Lãng, thì chú Lê cũng gọi điện thoại cho sư huynh mình, hỏi cách pha chế thuốc phá thai. Bởi vì cân nhắc đến chuyện Lan San San chỉ mới 15 tuổi, cho nên bọn họ không dám chế thuốc quá mạnh, nhưng lại lo lắng thuốc quá nhẹ,
sẽ không phá được thai mà còn phải chịu tội một lần. Phía Triệu Tinh Vũ rất nhanh chóng có đáp án cho chúng tôi. Anh ta tra ở trường đại học sư phạm của tỉnh thì đã tìm được hồ sơ của Viên Lãng. Nhưng Viên Lãng đã tốt nghiệp 3 năm trước. Tôi vừa nghe anh ta nói vậy thì nhờ anh ta gửi tài liệu chi tiết về Viên Lãng cho tôi, đặc biệt là địa chỉ, quê quán. Nếu như cậu ta tốt nghiệp 3 năm trước mà chết năm cậu ta vừa 22 tuổi, như vậy cậu ta đã chết vào một ngày nào đó của 3 năm trước. Bây giờ chỉ hy vọng thân nhân ở quê có thể giúp chúng tôi có lời giải đáp cho việc vì sao hồn phách Viên Lãng lại nương tựa vào khối đá kia. Như vậy mới có thể thực sự giúp cậu ta giải thoát. Chương 1610. Lúc tôi nhận được địa chỉ của Viên Lãng do Triệu Tinh Vũ gửi tới, tôi thấy đường đi hơi xa. Nếu chúng tôi vì chuyện này mà huy động mọi người đi một chuyến tới Đông Bắc thì không thỏa đáng lắm. Sau đó, tôi nhờ Triệu Tinh Vũ nghĩ cách giúp tôi. Anh ta nói có thể tìm giúp tôi một người địa phương, giúp tra ra được xã của nhà Viên Lãng. Sau đó thông qua xã, nghĩ cách liên lạc tới người nhà cậu ta, cũng lấy cái cớ là điều tra hộ khẩu gia đình, rồi hỏi thăm họ vài chuyện của Viên Lãng. Tôi thấy cách này cũng được, vẫn tốt hơn việc chúng tôi phải giày vò trở về Đông Bắc một chuyến. Chẳng qua là không biết, nếu làm như vậy có tra ra được thông tin mà chúng tôi muốn hay không? Mấy ngày sau, phía Triệu Tinh Vũ có tin tức, nói là đã tìm thấy cha mẹ Viên Lãng. Chẳng qua là, dường như họ không biết chuyện Viên Lãng đã chết. Họ nghĩ mấy năm qua, con trai không liên lạc về cho cha mẹ do giận dỗi, bất hòa với gia đình. Tôi nghĩ, bản thân họ khổ sở nuôi lớn con trai. Sao có thể ngờ, sau khi cậu ta tốt nghiệp đại học, chỉ bởi vì một chút hiềm khích với cha mẹ, mà mấy năm Tết đến cũng không liên lạc gì về gia đình được chứ. Xem ra cha mẹ Viên Lãng là đầu mối không có giá trị. Nhưng tôi tin hồn phách Viên Lãng sẽ không vô duyên vô cớ mà nương nhờ vào khối ngọc trang trí kia. Nhất định là có nguyên nhân gì đó. Hơn nữa, nguyên nhân này có liên quan đến cái chết của cậu ta. Dựa theo như lời ông chủ Lan nói, núi ngọc này vẫn bày ở trong nhà vợ lớn của ông ta. Nhưng bởi vì chuyện gì mà rời tới nhà vợ bé chứ? Cho dù kẻ ngu cũng biết giá trị thứ này không nhỏ. Theo lý mà nói, vợ cả của ông chủ Lan sẽ không đồng ý cho ông ta đem đồ này cho bà hai. Nghĩ vậy, tôi xui chú Lê liên lạc với ông chủ Lan, hỏi ông ta sao đang bày khối núi ngọc này ở bên kia, tự nhiên lại muốn dọn nó đến đây. Ông chủ Lan nghe chú Lê hỏi thì hơi lúng túng. Thật ra thì khối núi ngọc này mẹ Lan San San đã ngắm từ sớm. Ông chủ Lan cũng bởi cưng chiều bà hai mà đồng ý với bà ta, tìm cơ hội sẽ rời khối ngọc từ bên kia sang bên này. Nhưng vợ cả ông ta kiểu gì cũng không đồng ý. Vì chuyện này mà hai bà vợ cũng gây gổ bất hòa. Ông chủ Lan chỉ còn cách dỗ dành hai bà vợ. Cũng không biết vì sao mà đầu năm vừa rồi, người vợ cả lại đột nhiên đồng ý, còn bảo ông ta mau chóng dọn đi để đỡ phiền lòng. Vì thế, ông chủ Lan đã mua một chiếc xe hơn 400.000 xem như bồi thường cho bà ta. Tôi không khỏi bùi ngùi trong lòng, đối phó với hai người vợ thật là mệt mỏi. Như thế này chắc chắn ông chủ Lan sẽ không thọ lâu được. Ngày qua ngày không biết mệt chết bao nhiêu cái neuron thần kinh đây. Đúng thật là đốt tiền. Chú Lê thấy tôi tỏ ra không hiểu nổi thì cười bảo: chuyện như thế này là chuyện thường gặp. Đừng nói ông chủ Lan tài sản nhiều thế này, chú đã từng thấy một ông chủ nhỏ, chủ của một công ty vận tải cũng có hai vợ đó. Đúng là thói đời, lòng người không thể đoán trước. Tôi nghe vậy thì cười lạnh. Thói đời đúng là như thế, nhưng ba vợ bốn nàng hầu không phải là noi theo người xưa sao? Thật đáng buồn, thế chẳng phải là vi phạm pháp luật à? Đàm Lỗi bên cạnh nghe xong cười nhẹo tôi. Anh Trương, anh đúng là ngây thơ, lại còn phạm pháp. Đất nước chúng ta cũng chẳng có quy định nào là phải kết hôn mới được sinh con. Tại sao lại không có? Không phải là có quy định về số lượng con đấy à? Nếu không thì làm sao mở sổ hộ khẩu được? Tôi phản bác.
Đàm Lỗi cười nói, người có tiền thì tất nhiên sẽ có cách, đứa trẻ cũng đã được sinh ra, chẳng lẽ để chúng có vết đen trong hộ khẩu hay sao? Tôi nghe nói vậy thì lắc đầu. Xem ra sự nghèo khó đã hạn chế trí tưởng tượng của anh. Nhưng chú Lê lại không đồng ý. Cháu mà còn nghèo, xem ra chú phải xem lại khái niệm nghèo một lần nữa. Chú Lê vừa nhắc vậy, tôi mới nhớ tới số dư tài khoản của mình đúng là không ít. Nhưng không biết có phải đã quen với cái nghèo hay không, mà tôi không nhớ mình đã là người có tiền. Sau đó chúng tôi thương lượng một chút, cảm thấy vợ cả ông chủ Lan dường như hơi đáng ngờ. Chú Lê nói, núi ngọc chất lượng tốt như thế này, không phải là 1-2 triệu thì chắc chắn không có được. Làm sao ông chủ Lan có thể cầm 400 ngàn đã có thể thương lượng được với bà cả chứ? Nhưng dù sao cũng liên quan đến mạng người. Không biết ông ta có vì cô con gái do bà hai sinh mà đi thăm dò vợ cả của mình không? Không ngờ trong lúc chúng tôi còn đang không biết có nên tiếp tục điều tra việc này hay không, thì chú Lê nhận được điện thoại của ông chủ Lan, nói là Lan San San đột nhiên đau bụng, hai người bọn họ không biết có nên đưa đến bệnh viện không hay làm thế nào. Chú Lê thầm kêu không hay rồi, sợ là thai ma đó đã muốn ra. Vì vậy chú ấy lập tức gọi điện thoại tới dặn dò ông chủ Lan, bảo ông ta trước tiên nấu một bát giấm để cho Lan San San ngửi, rồi chúng tôi lập tức qua đó. Tôi nghe chú ấy dặn vậy thì hỏi, ngửi mùi giấm nấu thì có thể ngừng đau ư? Chú Lê lắc đầu, giấm chua không phải dùng để ngừng đau, nghe nói là thai ma đều không thích ngửi mùi này, làm như vậy chẳng qua là để kéo dài thời gian thai ma kia chào đời thôi. Tôi khẽ giật mình, làm vậy liệu có hiệu quả không ạ? Kết quả chú Lê lại nói, không biết, chú cũng lần đầu gặp chuyện thế này. Nhất thời tôi cũng không biết nên nói gì. Lúc chúng tôi đến nhà họ Lan, Lan San San đã đau đến nỗi đầu đổ đầy mồ hôi. Chú Lê lập tức dùng châm bạc phong bế mấy huyệt lớn trên người cô bé. Cuối cùng tạm thời khống chế tình hình thai ma chuẩn bị ra đời. Sau đó, chú Lê gọi vợ chồng ông chủ Lan sang một bên, khái quát tình huống hiện giờ của Lan San San cho họ, nhất là những lợi hại trong đó, để họ tự quyết định có dùng thuốc phá thai hay không. Nhưng chưa nói được hai câu, mẹ Lan San San đã khóc. Dẫu sao cũng là chuyện liên quan đến sống chết, cho dù là cha mẹ ruột cũng không thể tùy tiện ra quyết định như vậy. Nhưng tình hình này không thể đợi được nữa, châm bạc của chú Lê cũng chỉ tạm thời khống chế được, không thể kéo dài lâu. Cuối cùng, ông chủ Lan quyết định bảo chú Lê nhất định phải phá bỏ cái thai ma này. Bất kể sống hay chết, bọn họ cũng chấp nhận. So với việc sinh ra một quái vật không phải người cũng chẳng phải ma, thì thà không sinh ra còn hơn. Chú Lê thấy ông chủ Lan đã bày tỏ thái độ của mình, lập tức lấy ra một bọc thuốc, sau đó dặn bà vú nhà họ đi sắc cho Lan San San uống. Hẳn là có thể giữ được tính mạng của cô bé. Nhưng dù như vậy, mấy người chúng tôi vẫn vô cùng căng thẳng. Không biết sau khi uống thuốc, Lan San San sẽ như thế nào? Không lâu sau, bà vú đã đưa thuốc đã sắc xong vào. Nhìn chén thuốc màu đen có mùi kỳ lạ, tôi thầm buồn nôn. Thật may là nhìn Lan San San có vẻ yếu ớt, nhưng có thể uống hết bát thuốc từng hớp một. Sau đó chú Lê dẫn tất cả đàn ông chúng tôi ra ngoài, chỉ để mẹ Lan San San và bà vú ở lại.